Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Hôm nay các bạn hãy mang những âm thanh cực hay từ chiếc piano điện Goodman KS1 Bluetooth cùng đội ngũ Minh Phụng Music đến với trung tâm nhạc cụ và giảng dạy Mimi Music tại Tân Phú. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Vào trong lớp nhạc anh em để đến với thế giới âm nhạc đầy sắc màu. Ánh đèn trắng loan tỏa khắp gian phòng, bao trùm xung quanh những mẫu đàn đầy hiện đại từ piano cơ, piano điện tạo điểm nhấn cho trung tâm và các mẫu guitar acoustic, guitar điện cùng vô số phụ kiện nhạc cụ chất lượng. Minh Phụng Music gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với Mimi Music vì những đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp trong suốt thời gian qua và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn trong thời gian sắp tới. Khui thùng và bắt đầu công việc quen thuộc thôi nào. Từng bút xốp và ni lông bọc đàn để tránh chảy xước giữ vẻ đẹp hoàn hảo khi vận chuyển bên trong thùng Goodman KS1 Bluetooth gồm có thân đàn, chân đàn, pedal, nguồn, khách hướng dẫn, ốc lắp đàn và phía bảo hành chính hãng tại Minh Phụng Music. Các bước lắp đàn rất là dễ dàng nên anh em hãy làm theo mình nhé. Đầu tiên, hai chân đàn lắp cố định vào pedal. Tiếp theo là gắn tấm chắn sâu vào chân đàn với pedal vừa mới lắp. Cuối cùng là lắp thân đàn vào chân đàn đang được các bạn đưa vào sau lớp. Thao tác đều chậm rãi, nhẹ nhàng. Tiếp đó, thân đàn đang được đem vào đặt lên trên chân đàn rồi dùng ốc để cố định cây piano điện Goodman KS1 Bluetooth. Hoàn thành rồi nè anh em ơi. Piano KS1 Bluetooth sẽ cùng thầy đem đến các bạn học viên những buổi học đầy phấn khởi như thế nào, tìm hiểu với mình nhé. Đàn sở hữu thiết kế với kiểu dáng nắp bật hiện đại phù hợp với mọi không gian, dáng đứng đặc trưng mang vẻ cổ điển và đầy tinh tế. Đàn trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 polyphony, 20 âm sắc, mang sự vượt trội về âm thanh giai điệu. Cổng USB kết nối máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Sở hữu nhiều chức năng hiện đại như là metronome đếm nhịp, beatmode chia bằng phím, Trinova trộn tiếng, expo tăng giảm tone, đa dạng cổng kết nối không dây với các app học nhạc như Timmy Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Đến mua KS1 Bluetooth tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Mọi người ơi, bóc siêu cùng thầy nhé. Đầu tiên là siêu đàn, rồi đến lớp ni lông che giá nhạc cùng với phí bảo hành chính hãng, rồi đến siêu phím, thầy đang test phím và thử âm thanh cực hay trên các phím đàn bằng những giai điệu piano đầy cảm xúc. Mời các bạn cùng lắng nghe đôi lời của thầy gửi đến chúng mình nhé. Tôi là Vũ Đức, có trung tâm âm nhạc với lại cái nơi cũng cung cấp đàn. Thì hôm nay được công ty Minh Phụng giới thiệu với cây Custman KS1, tôi thấy rất là hài lòng. Thứ nhất là chất lượng âm thanh và cái chất lượng về cái bàn phím. Cái thứ hai là bóc dáng cũng rất đẹp, rất là hiện đại mà sang trọng. Màu đen vân gỗ rất là sang. Và hôm nay được công ty Minh Phụng cũng ủy quyền cho làm đại lý, cho nên là chúng tôi cũng thay mặt doanh nghiệp của chúng tôi xin cảm ơn công ty Minh Phụng và chúc chúng ta hợp tác lâu dài. Xin chân thành cảm ơn. Vậy là buổi giao piano điện KS1 Bluetooth đến với trung tâm hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.